Hiếu ơi, anh Hiếu về mở chợ La Dương dễ lắm, anh kéo về mở chợ. Coi nhà chợ đã đường thì rộng to, ở đây không ăn thua, ở đây nó tí ngòi ngóp này, nay đuổi mai cấm. Là mẹ mặt lấy cấm. Là ở đây nay đuổi mai cấm, nó là cái đường mà làm sao mà phải có cái bãi. Làng Ngâm Thân này, Vũ Lão Giáng Đình này, đình hay làng thì cũng là quê kìa. Cục đấy, cục này ghê chưa? Mở chợ quản lý thầu luôn, hợp lý đấy, đường xá tiện rộng rãi. Làm cái xanh cái ba bay này, ba bay dáng hàng đấy, chất lá đẹp không? Ừ, dày nha. Quá đẹp luôn. Tôi là biết cái kiểu đá gì xe xuống. Dạ. Bao tiền? Riêng tiền đấy nhá. À, của anh Hiếu à? Ừ. Tiền đấy về nhà có giá. Rồi, nội bộ. Nội bộ. Đấy. Có 2 triệu bạc đúng lắm. Chị xung đây này. À, đấy đuổi nè. À, bác xe máy này. Rằng đấy, các bác phức tạp lắm. Ôi toàn mẹ chậu rồi. Bình tĩnh đi, nó có chở nữa. Người ta có bốc được lên thùng đâu mà lo. Tất cả chỗ xe máy đang ở dưới đông đường bán được. Cái cảnh yêu cầu cho chuyển hết đây. Đấy, khổ thế đấy, để đi bán xì. Bất an lắm đúng không? Nó khó cái là người ta không tổ chức họp chợ đây mà tự phát. Trong cái bãi trong kia thì người ta thuê chia lô, thuê cho thuê đàng hoàng, bày bán thì vô tư. Tất nhiên đừng có lấn sân, đừng có lấn ra đường là được. Thì chắc là có lẽ là khó là mở lại cái chợ rồi. Rất là tiếc. Thời cuộc biến động quá. Đang ăn nên làm ra thì lại được. Phải gây dựng cái chợ mới thôi. Đấy, ý tưởng của tôi là như vậy. Tất nhiên là một số anh em ở đây là số xe đến bãi. Chạy hết rồi. Quang rồi. Anh ba này bao nhiêu anh nhớ? Tôi nghĩ lấy 2 triệu 2. 3 vai thì quê cũng kiệt nhìn xa xưa. Đi tìm mỗi bác một góc một số, tiện chỗ nào chui cho đấy. kiểu này chắc phía sau không ai dám mang cây rồi đấy nhỉ. Khó nhỉ, bây giờ người ta đi chợ người ta thấy ít quá, người ta chẳng muốn đi mà mình thì không bán thì không được đấy. Tường Vi này hay đấy chứ anh, Tường Vi này bao nhiêu tiền anh? Tường Vi của anh Tây, anh Tây Tường Vi bao nhiêu tiền đấy. Này, triệu rưỡi của ông Tị đây, còn khủng long bạo chúa đây, đây của anh Kiện này. Cây này mà phiên mà đông đông là lên đường ngay ấy nhỉ. Đấy, đứng tận đây mới quay được hết, cao độ chắc tầm 1m7, mặt bầu lên khoảng 1m7.
đấy, bây giờ đi chi tiết cứ tìm mỗi bác một góc này, thảo rồi đấy, bên này nhìn vách nó chạy sướng nhỉ, như nước chảy ấy nhỉ. Dính ấy. Cái này là báo giá bao tiền đấy anh chị? 18 triệu. Đấy, rất êm ái. Anh cứ đọc số đi. 0967113013. 0967113013. Rồi, chụp cây. Liên hệ để có giá êm ái. Hột ngược mặt trời. Anh, đây người đẹp. Ông thích ra. Ôi, sáng sinh, cặp sáng sinh này lại... Đúng rồi, đi bao nhiêu? 18 triệu. Đấy, nhìn cái điểm này... thấy thích đúng không? Già. Dạch, bỏ cái này đi nữa, bỏ nhặt nhặt bớt đi nữa, chỉ nhìn nó còn lộ ra nữa, rất là thích. Đấy. Vâng. Nhiều cây người ta mới đi, muốn đi chơi, giờ không có cây người ta chẳng ra. Mà đa số là người ta đi chơi, ít người mua, cần đi chơi. Đấy, thích đi xem, nó thành quen rồi, cứ phiên là ra. Đấy. Đấy. Chỗ này đường nó hơi hẹp, có. Đấy, cắt giật ác phết đây này. Cắt giật này. Cục khịch này. Cái chì thì cắt giật ác. Cây như thế này ông nào mà không thích cho lên hang mà làm đồi cũng đẹp, làm đồi làm cây, làm một cái đồi xong rồi cỏ kiếp ở dưới nó kiểu như cây cổ thụ ở thiên nhiên, làm một cái đồi xong rồi một mình cây này trên đồi phê lắm. Đấy, đấy. Quá rẻ, quá rẻ. Đấy, so với người đấy. Không vào đây đâu. Đây có phải chợ đâu mà lầm đuổi đâu. Vâng, anh muốn đây. Xem nào. Tị có cái gì giỏ xe đây. Rừng si tay chuột. Rồi các bác ơi, vì chợ bị đuổi hết rồi, buồn lắm. Cố gắng lắm mới trốn ra chợ được một tí mà đuổi rồi, bị đuổi rồi. Mấy phiên nay rồi, rất buồn. Buồn các cái mè. Mè không tị. Ngồi uống nước hết chỗ kia rồi. Chợ tản mát mà chợ cũng kìa. Không một bóng người. Loàng loàng dính vào đây được tại à đây cổ nó đây vòng đây dính lên đây me xì. Thank you.
nhà đi xem, xem cây mà đứng đứng trên xe thế là khó lắm. Đấy, nhiều cây đẹp lắm. Vâng, nhìn thấy cái đứng xe xuống ngay. Không nhìn thấy cái gì cả. Đúng rồi. Biết đến bao giờ mới được bán đàng hoàng đây. Anh Kiệt ơi, sao ông làm mẹ miếng đất ở chỗ Lê Trọng Tấn mà mở chợ? Mấy anh em không phải, phải gọi anh em ra mới biết chứ. Phải một thời gian, chứ đây thì chắc không ổn rồi. Không ổn. Dần dần như làm sao mà có ngay được. Chỗ nào nó phải có bãi ấy, như như chỗ Dương Nội mà cạnh siêu thị Aeon, bãi rộng. Cái chỗ gần nhà, chỗ gần nhà Hiếu này, mấy bãi đấy mà đường nó to, bây giờ toàn đường mới. Đấy, mở chợ ấy được. Không phải đâu bằng ở đấy. Mà bây giờ đi thì tiện, qua đường mới to. Mà các mà từ nhà công mà ra đấy thì gần quá. Không lâu rồi mà cả hai bên giặt được nhiều. Mà mới sạch, mà giao thông nó ít, đúng không? Đấy, lưu ý cái đấy hay. Cứ trông chờ mãi đây không ổn. Đây nó là cái đường mà. Đấy mà tôi đang phải lôi về đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.